Điều đầu tiên trong việc lựa chọn xe đạp là lựa chọn bộ khung sườn, bộ phận quan trọng nhất của chiếc xe. Carbon là vật liệu tối tân nhất cho khung xe đạp bởi tính năng bền và vững chắc, nhưng trọng lượng lại siêu nhẹ. XTC Advance là đỉnh cao của dòng xe địa hình XTC nổi tiếng đã từng chinh phục các giải vô địch thế giới. Với khung Advance Grey Composite siêu nhẹ và hệ thống vành xe 27,5 inch, chiếc xe này có thể vượt qua các bước lên dốc và khúc ngoặt với tốc độ cực nhanh. XTC Advance là sự cân bằng tối ưu giữa tốc độ và khả năng xử lý. Khung carbon kết hợp với Potang Overdrive 2 và phục nhúng 100mm của XTC cho người lái cảm giác xe đi nhanh và êm hơn hẳn các dòng xe khác, đặc biệt trên các địa hình gồ ghề. Khung dưới áp dụng công nghệ Power Core khiến xe linh động và sử dụng năng lượng hiệu quả. Hệ thống dây phanh được đi ngầm trong khung xe làm tăng tính thẩm mỹ của chiếc xe. XTC Advance có 4 model: XTC Advance 1, 2, 3 và XTC Advance SL. Được trang bị một groupset nâng cấp dần từ Dure, XLX, Dure XT, Dure XTR. Dure XTR là bộ groupset mới nhất 11 clip của Shimano với công nghệ tiên tiến nhất cho các dòng xe địa hình. Kể từ khi cho ra mắt, Dure XTR được coi là chuẩn mực cao nhất trong giới xe đạp. Các cải tiến mới của Dure XTR đem lại sự cân bằng hoàn hảo giữa trọng lượng và độ cứng, khả năng vận hành chắc chắn và mượt mà, với nhiều tùy chọn hơn ở các mức độ thường và thấp cho phép các tay đua thêm nhiều kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của mình. Nếu bạn là các tay đua địa hình chuyên nghiệp, hãy đến với Giant Việt Nam tại 100 Mái Thường Lãng Ông quận 5 để trải nghiệm trực tiếp dòng xe địa hình đỉnh cao này cùng với dịch vụ bảo hành chính hãng và mức giá tốt nhất mà nhà phân phối độc quyền của Giant mang lại.